Nếu ai may mắn sinh vào năm ngày sinh âm lịch này, chứng tỏ nhận được hồng phúc từ bề trên, giàu sang phú quý. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo tử vi tướng số, bên cạnh những cái tuổi con giáp ấy, thì ngày sinh, tháng đẻ cũng là một cái căn cứ để xác định cái vận mệnh của một con người. Có người tuy không được sinh ra trong những cái gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng lại ra đời vào đúng thời khắc hoàng kim, nên cuộc sống dù vất vả thế nào cũng sẽ vượt qua một cách ngoạn mục. Thời trẻ, những người sinh vào ngày này chỉ có cuộc sống bình thường, an yên sống qua ngày. Nhưng sau khi bước vào cái tuổi trung vận, mọi thứ bắt đầu lội ngược dòng, từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận, tất cả đều được viên mãn. Có những người làm quan to, chức lớn, hưởng thụ cái cuộc sống đủ đầy, được thần tài chiếu cố ban cho chức lớn. Nếu ai may mắn sinh vào năm ngày âm lịch này, thì vận mệnh cả đời gói gọn trong hai chữ là tuyệt vời, sung sướng. Thưa quý vị, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng đều gặp được cái may mắn, thành công. Có những người trước khi đến với thành công, họ đã phải trải qua bao nhiêu những khó khăn, những trắc trở, thậm chí phải đánh đổi và thậm chí là phải hy sinh. Nhưng nếu mà bạn sinh vào một trong các ngày âm lịch dưới đây, thì đừng quá lo lắng, hãy cứ yên chí mà phấn đấu và nỗ lực hết mình, bởi chắc chắn thành công sẽ đến với các bạn trong thời gian sắp tới. Và ngày sinh may mắn đầu tiên đó chính là ngày mùng 1 âm lịch. Ngày mùng 1 âm lịch thì trời sinh những người mà sinh vào ngày mùng 1 âm lịch ấy thì thường gặp rất nhiều cái may mắn. Đa số những người này đều được sinh ra trong những gia đình đầy đủ, sung túc từ bé. Có bố mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực, đến lớn thì lại được bạn bè yêu thương, giúp đỡ đủ đường. Nhìn chung cuộc sống của họ khá bình yên và hạnh phúc. Đến khi bước ra đời ấy, thì những người sinh vào cái ngày mùng 1 cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trắc trở. Nhưng tất cả đều vượt qua nhờ được quý nhân phù trợ. Một khi đã bước qua được cái thời trung vận, cuộc sống của họ sẽ thay đổi một cách ngoạn mục sau 38 tuổi. Những người sinh vào ngày này, nếu mà không trở thành người có chức có quyền trong xã hội, thì ít nhất cũng là phú hộ, tỷ phú, sở hữu những cái tài sản và được tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý. Những cái khó khăn mà họ từng trải thì đều được đền đáp một cách xứng đáng. Mỗi một năm thì luôn được thần tài quý nhân chiếu cố, nồng hậu. Đó là con giáp sinh vào ngày mùng 1. Thứ hai là những người mà sinh vào ngày mùng 8. Thì trời sinh những người sinh vào cái ngày mùng 8 âm lịch thường là rất thông minh, rất tài giỏi. Họ không những có khả năng xây dựng cái sự nghiệp mà còn đem lại nhiều cái tài lộc và may mắn cho gia đình. Tử vi học có nói, những người mà sinh vào ngày mùng 8 ấy thì thường thông minh và họ sinh trong gia đình đầy đủ, sung túc, thậm chí có những người phải bươn trải từ sớm để kiếm sống mưu sinh, gánh vác cái cuộc sống tương lai bình dị và đơn giản. Tuy nhiên, khi bước vào cái giai đoạn trung vận, thì những người sinh vào ngày mùng 8 này sẽ bắt đầu được đổi vận. Từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố một cách nồng hậu. Bất kể là làm việc gì ấy, thì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là đối với những người làm ăn kinh doanh, thì sau 35 tuổi, thì tiền tài đều dồi dào một cách không ngờ. Mỗi năm thì một tăng lên một bậc. Nhìn chung, cuộc sống của họ trong những năm tháng hậu vận không có gì ngoài cái chữ là viên mãn và đủ đầy. Đó. Tiếp theo, cái ngày sinh may mắn thứ ba thì đó chính là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 âm lịch là một trong những ngày thì được cái ngôi sao may mắn nó chiếu mệnh. Những người sinh vào ngày này thì được trao cho một cái chiếc chìa khóa vàng. Bởi vậy, ngay từ khi sinh ra đã sống trong cái điều kiện vật chất đủ đầy, sung túc. Cái chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày thì không bao giờ là cái nỗi lo to của họ, cho dù là từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Khi ra đời thì họ vẫn có được cái cuộc sống sung túc. Đây là những người lạc quan, vui vẻ, sống hướng đến cái cuộc sống là tích cực. Vì thế, đối mặt với những cái sóng gió, bao giờ họ cũng sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết một cách là gì? Tuyệt vời. Và họ đưa ra những cái lựa chọn đúng đắn. Nhìn chung, số mệnh của những người sinh vào ngày mùng 9 âm lịch thì được cho là gì? Vô cùng sung sướng. Không trở thành đại gia, tỷ phú thì cũng có cuộc sống đủ đầy và trọn vẹn. Đó là ngày sinh thứ 3 là ngày mùng 9. Tiếp theo ngày sinh thứ 4 đó là ngày 19. Thì những người sinh vào ngày 19 âm lịch thì thường có cái số trở thành đại gia, có địa vị cao quý, lại được nhiều người kính trọng và nể phục. Đây là những người tài năng, mạnh mẽ, luôn hướng đến cái cuộc sống là hoàn hảo, là một trong những người mà sống có mục tiêu và họ khi bắt đầu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống của những con giáp này từ bé thì đến khá là suôn sẻ,
do được quý nhân phù trợ. Vậy nên, bất kỳ khó khăn nào thì cũng dễ dàng vượt qua. Bên cạnh đó, trong cuộc đời họ cũng sẽ có được trao cho rất nhiều cái cơ hội để làm giàu, để thăng tiến trong cái sự nghiệp hoặc đạt được những cái ước mơ mà mình đã đề ra từ trước. Nhìn chung, những người sinh vào ngày 19 ấy, thì đều có cuộc sống hậu vận về sau là sung túc. Và thì không giàu nước đỡ đổ vách thì cũng gì đủ đầy và muốn gì thì có đó. Tiếp theo, ngày sinh thứ 5 đó là ngày 22. Những người sinh vào ngày 22 âm lịch là những người năng động, chân thành, có trái tim nhân hậu và thích giúp đỡ người khác. Đây là những người sinh ra đã có cuộc sống suôn sẻ và tốt đẹp. Phần lớn là do hồng phúc của gia đình, do tổ tiên và một phần là do họ luôn hướng đến sự tích cực và lạc quan. Bên cạnh đó, do có cái mạng cát tường nên những người này thì thường gặp được cái sự giúp đỡ đúng lúc, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì đều vượt qua một cách là chót lọt. Tuy có những cái giai đoạn phải trải qua những cái khó khăn, những cái chật vật để kiếm sống, nhưng chỉ cần lúc nào cũng yêu đời, vui sống thì càng về hậu vận, cuộc đời càng thăng hoa, viên mãn và hạnh phúc. Không chỉ là sự nghiệp, tình duyên mà con đường tài vận cũng khiến cho nhiều người phải ghen tị đỏ mắt. Đó là ngày sinh thứ 5 là ngày 22. Tiếp theo, ngày sinh thứ 6 đó là ngày 24. Trời sinh những người sinh vào ngày 24 âm lịch thì có tính tình điềm đạm, thấu tình đạt lý và biết cách ứng xử một cách khéo léo trong giao tiếp. Đa số những người này thì đều trải qua vất vả ở thời thơ ấu. Tuy nhiên, bản chất hiền lành, tốt bụng nên họ luôn được quý nhân phù trợ. Việc khó khăn đến mấy thì cũng có thể được vượt qua một cách ngoạn mục. Cái thời niên thiếu ấy, thì những người sinh vào ngày này có thể nghèo khó, nhưng nhờ vào cái nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh mà họ sớm hái được những cái thành công, tạo dựng được một cuộc sống sung túc cho chính mình. Tử vi học cũng có nói, bước vào cái giai đoạn mà trung vận ấy, thì cũng là cái lúc mà vận may của những người sinh vào ngày 24 được lội ngược dòng. Mọi khó khăn, mọi gian khổ ngày xưa đều được đền đáp một cách xứng đáng. Và sau 40 tuổi thì cái sự nghiệp của họ sẽ thăng hoa một cách rực rỡ. Không những thế, ngày càng giàu có và có một cuộc sống là viên mãn, sung sướng, khiến mọi người phải vô cùng là ngưỡng mộ. Tiếp theo là ngày sinh may mắn thứ 7, đó là ngày 26. Khác với những người sinh vào trong 6 ngày trên ấy, thì những người sinh vào ngày 26 âm lịch sẽ khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ vì có một cái gia đình tuyệt vời. Nói không hoa, khi mà những người này đều có cái tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc, chỉ cần điều này cũng đủ để họ thừa hưởng cái sự may mắn tuyệt vời do Thượng Đế ban tặng. Không những thế, sau khi sinh ra lại được tròn sao cát tường nó chiếu thẳng vào, nên là cái cuộc đời thì nhìn chung lại đầy đủ, sung túc, toàn vẹn. Vốn dĩ họ đều được thừa hưởng cái phúc đức trời cho, cộng thêm cái tính độc lập, biết người biết ta và luôn phấn đấu, cố gắng, nỗ lực hoàn thành những cái điều mà mình mong muốn, nên cuộc đời thường rất là đầy đủ. Và từ sau 3 năm tuổi trở đi thì cái phúc đức được tích ngày càng nhiều, sự nghiệp và gia đạo thì yên ổn, cuối đời được hưởng phúc cùng con cháu. Thưa quý vị và các bạn, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 7 cái ngày sinh may mắn. Ai mà có được sẽ gặp được tài lộc, phú quý và giàu sang. Và bên cạnh cái ngày sinh âm lịch thì cái tháng sinh âm lịch cũng có những cái tháng cực kỳ may mắn. Nếu mà ai may mắn mà có được 6 tháng sinh âm lịch này thì được xem là cái khoảng thời gian tuyệt vời. Sinh ra vào những cái tháng này thì cũng sẽ được ơn trên phù hộ cho nhiều cái may mắn và được ban nhiều cái phước lành. Càng lớn tuổi thì phúc khí của họ càng đồng hậu, cuộc sống của họ gặp được nhiều cái may mắn, được quý nhân giúp đỡ và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Cụ thể đó là những tháng sinh âm lịch nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cái tháng sinh âm lịch may mắn đầu tiên đó chính là tháng Giêng. Tháng Giêng là tháng 1 đó. Trời sinh những người sinh vào cái tháng Giêng ấy, thường là những người có cá tính mạnh mẽ, kiên cường và đặc biệt sống trung thực, không ngừng cầu tiến và cố gắng để xây dựng cái cuộc sống sung túc và viên mãn. Bên cạnh đó, những người sinh vào cái tháng này thì thường sở hữu cái tính cách là hướng ngoại, biết giúp đỡ người khác, nên là gì? Xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong tử vi học có nói, những người này thì vốn mang nhiều cái phúc đức, bất kể họ trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn nào ấy, thì cũng vượt qua một cách là ngoạn mục. Bước vào cái giai đoạn trung vận thì những người này sẽ càng gặp nhiều cái may mắn hơn. Sự nghiệp không những được xây dựng vững chắc mà tài vận thì cũng được dồi dào hơn. Nhìn chung cái cuộc sống của họ vào những cái tháng ngày sau này thì thường là phải không phải lo nghĩ gì cả, không phải ô lo, không phải muộn phiền, và tiền bạc thì lúc nào cũng dư giả, tình duyên thì viên mãn, càng lớn tuổi càng giàu có, muốn gì thì được đấy. Đó là tháng sinh đầu tiên là tháng Giêng.
Tiếp theo tháng thứ hai may mắn đó là những người sinh vào tháng 3 âm lịch. Những người sinh vào tháng 3 âm lịch thì trời sinh những người sinh vào cái tháng 3 âm lịch ấy thì thường là có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng và biết nghĩ cho người khác. Họ có thể không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, nhưng với cái tính cách tuyệt vời của họ, họ luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, tạo cái điều kiện để xây dựng được cái cuộc sống ấm êm, sung túc. Trong tử vi học cũng có nói, những người mà sinh vào tháng 3 âm lịch ấy, thì được định sẵn là gì? Hảo quý nhân. Họ không những tạo dựng được cái sự nghiệp hạnh phúc cho chính mình, mà còn đem đến nhiều cái may mắn và tài vận cho gia đình. Bước vào giai đoạn trung niên thì cuộc sống của họ nâng lên cái tầm cao mới. Nếu không phải là đại gia thì ít nhất cũng là những người giàu có cái sự nghiệp vững vàng và tiền bạc thì dồi dào. Nhìn chung ấy, thì cuộc sống của những người sinh vào cái tháng 3 âm lịch này sẽ được tận hưởng mọi cái điều tốt đẹp nhất và cái giai đoạn hậu vận. Đó là những người sinh vào tháng 3. Tiếp theo, tháng sinh may mắn thứ 3 đó là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch thì trời sinh những người mà sinh vào tháng 4 âm lịch thì thường có cái tính cách sôi động, tốt bụng và luôn biết khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh. Những người mà sinh vào tháng này thì biết chia sẻ những cái niềm vui, những cái nỗi buồn với mọi người và họ luôn đặt cái lợi ích của mọi người xung quanh lên hàng đầu. Nhờ vậy mà ai cũng yêu thương và quý mến họ. Trong tử vi học cũng có nói, những người này thì thường có vẻ ngoài là mềm yếu nhưng bên trong lại kiên cường, mạnh mẽ. Họ không bao giờ để cho bạn thấy là cái sự yếu đuối của bản thân mà luôn một mình tự vượt qua mọi thứ. Những người sinh vào cái tháng này ấy, thì cũng được trời ban cho nhiều cái phúc khí, càng lớn tuổi thì phúc khí lại càng dồi dào hơn, giúp cuộc sống của họ được viên mãn, sung túc và đủ đầy. Bước vào giai đoạn trung niên sau 40 tuổi, nếu như mà không thể kiếm được nhiều tiền ấy, thì họ cũng được cái cuộc sống là sung túc đủ đầy và không phải lo lắng bất cứ cái điều gì trong chuyện tiền bạc. Đó là tháng sinh may mắn thứ 3. Tiếp theo, tháng sinh may mắn thứ 4 đó là những người sinh vào tháng 5 âm lịch. Thì những người sinh vào tháng 5 âm lịch có tính cách là trầm ổn, hiền lành và tốt bụng với mọi người xung quanh. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, những người này đã được định là thiên phú có nhiều phúc khí. Đường đời thì dường như trải đầy hoa hồng. Chuyện dữ đến đâu thì cũng có thể hóa lành khi mình tiến gần đến họ. Sống giữa tình yêu thương nhưng cái sự độc lập luôn thôi thúc họ là không được dựa dẫm vào ai. Vào lúc nào ấy, cũng phải muốn đứng trên chính cái đôi chân của mình. Cái sự tự tin và quyết đoán trở thành cái nét đặc trưng thu hút những người khác giới. Con đường tình duyên của những người này ấy, thì cũng khá là suôn sẻ, không quá khó để họ tìm được những người chồng, người vợ mẫu mực phù hợp với mình giữa biển người mênh mông. Hôn nhân của họ cũng được dự đoán là vô cùng hạnh phúc khi mà hai vợ chồng luôn thì hỗ trợ nhau để tiến lên những cái nấc thang cao hơn trong cuộc sống. Đó là tháng may mắn thứ 4. Đó. Tiếp theo tháng may mắn thứ 5 đó là tháng 9. Những người sinh vào tháng 9 âm lịch thì những người sinh vào cái tháng 9 âm lịch ấy, sinh ra thì đã được định sẵn có một cái cuộc sống là viên mãn hạnh phúc. Đây là những người biết nắm bắt cái cơ hội trong cuộc sống. Họ biết chính xác những cái gì mình cần phải làm để có được cái thành công. Với những người này thì mỗi cái bước đi trong cuộc sống họ đều được lên kế hoạch để đảm bảo cái bản thân mình không bị tụt lại phía sau. Bên cạnh đó, họ luôn có những cái màn trình bày xuất sắc bất ngờ tại nơi làm việc, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải vô cùng ấn tượng. Những người mà sinh vào cái tháng 9 âm lịch ấy, thì thường phải đối mặt với nhiều cái áp lực trong cuộc sống. Nhưng bằng cái tinh thần lạc quan vui vẻ, do đó họ không có bất kỳ một cái khó khăn nào có thể đánh bại được họ. Mặc dù có những cái giai đoạn mà họ gặp nhiều cái trở ngại, gian nan trên con đường đi của mình, nhưng nhờ có quý nhân trợ giúp mà gì luôn hóa giải được. Trong tử vi học cũng có nói, càng về hậu vận, cuộc sống của những con giáp này thì càng được thập toàn thập mỹ và được có nhiều cái phúc lành và được cuộc sống an yên, hạnh phúc trọn vẹn. Đó là những người sinh vào tháng 9. Tiếp theo, cái tháng sinh may mắn thứ 6 đó là những người sinh vào tháng 10 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào tháng 10 âm lịch thì có tính tình là hoạt bát, vui vẻ, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt rất là lạc quan và yêu đời. Đa số những người sinh vào cái tháng này thì bên ngoài tưởng chừng như là vô tâm, nhưng bên trong ấy lại là những cái người sâu sắc, biết suy nghĩ và không để ai phải buồn lòng. Trong đa số tử vi cũng có nói, trời sinh họ vốn dĩ là những người tốt bụng, những gì mà họ làm cho người khác thì đều được đền đáp một cách là xứng đáng. Bước vào cái giai đoạn trung niên thì cuộc sống của những người này được nâng lên một cái tầm cao mới. Ngày trước vất vả thế nào ấy thì không biết, nhưng mà từ giai đoạn này thì họ sẽ được thần tài và quý nhân cùng phù trợ, làm việc gì thì cũng sẽ được thành công rực rỡ.
không thành rồng thành phượng thì cũng trở thành đại gia, phú gia. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của họ thì không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ việc an nhàn mà hưởng phúc cùng con cháu, càng lớn tuổi thì lại càng hạnh phúc. À quý vị thân mến, người xưa có câu, đức năm thì thắng số. Vì vậy, mỗi khi người ta được sinh ra thì bất kể là vào cái thời điểm nào hay là vào trong hoàn cảnh nào, chỉ cần mình sống đúng mực, lấy thiện đức làm trọng, thì cuộc sống dù khó khăn đến mấy thì cũng sẽ vượt qua. Không những thế, còn được tận hưởng nhiều cái phúc đức trời ban. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.